xem ngày tốt nhập trạch tháng 12 âm lịch năm 2023 thu hút tài lộc may mắn bình an cho cả gia đình. À, thưa quý vị, cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm về nhà mới để chúng ta cùng đón một cái Tết vui xuân ở cái căn nhà mới để tăng cường thêm cái các khí, tăng cường thêm cái tài lộc. Và cái việc nhập trạch ấy đôi khi cũng không thể tiến hành sớm do cái tiến độ công việc nó chưa phù hợp. Vậy nên cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm gấp rút và rất nhiều người chọn cái thời điểm này là cái điểm nhập trạch vào nhà mới để gì sang nhà mới ăn tết bước qua cái năm cũ cái nhập trạch là một trong những cái nghi lễ quan trọng khi mà gia chủ tiến hành bước vào một ngôi nhà mới bên cạnh những cái yếu tố lễ vật nghi thức thờ cúng văn khấn hay là những cái công việc trong đại khác thì cái việc xem ngày tốt là cái điều cần thiết đầu tiên và cực kỳ quan trọng cái ngày nhập trạch chính là cái ngày mà gia chủ tiến hành chuyển vào nhà mới theo quan niệm dân gian ấy đất thì có thủ công mà sông thì có hà bá mỗi nơi thì đều có thần linh cai quản thực hiện cái nghi lễ nhập trạch thực chất là cái việc làm lễ để xin phép các chư vị thần về cái việc gia đình bạn chuyển đến ngôi nhà mới nhiều người đôi khi thì hỏi hợt trong cái việc là xem ngày để chuyển nhà tự bản thân mình thấy tiện ngày nào thì chuyển vào nhà mới ngày đó cái việc này là điều không nên vì nếu mà quý vị chọn lầm những ngày xấu ấy, thì có thể dẫn đến những cái hung họa khôn lường và ngay sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch vào nhà mới trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. à Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng tìm ra những ngày nhập trạch tốt nhất về nhà mới tốt nhất trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão. Thì để tìm ra cái ngày tốt nhập trạch, ngày tốt về nhà mới trong năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư để tìm ra những ngày tốt lành nhất. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số Zalo. Zalo, số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư để mang lại tìm lại cho mình những ngày tốt lành nhất. Và quý vị có thể mở cái trang nhập trạch về nhà mới, quý vị mở trang 180 nhé. Thì chúng ta có 41 tiêu chí, 41 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt nhập trạch về nhà mới. Đó, à, khi đó thì quý vị sẽ chọn được ra những ngày tốt lành nhất đấy. À thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới trong năm 2000 trong tháng 12 năm 2023 nó quý Mão. Thì quý vị biết đấy cái tháng 11 âm lịch nó khởi từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến ngày mùng 9 tháng 2 năm 2024. Đó. Và cái tháng 12 âm lịch nó là tháng đủ. Tháng đủ. Tháng này thì có có 30 ngày. Đầu tiên thì để lựa chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc nghiệp trạch kệ chúng ta cũng cần loại bỏ ra những ngày xấu cần tránh. Và những ngày xấu cần tránh để tiến hành cái công việc nghiệp trạch kệ nó sẽ bao gồm những ngày ngày sau. Đầu tiên là ngày sát chủ. Chúng ta biết ngày sát chủ thì nó là ngày thìn đúng không ạ? Thì chúng ta không dùng. Nó sẽ bao gồm có hai ngày mùng 7 và ngày 19. Ngày xấu thứ hai là ngày thụ tử. Ngày thụ tử thì nó sẽ là những ngày dậu. Đó là những ngày dậu. Có ngày 12 và ngày 24. Đó. Tiếp theo là đến ngày dương công kỵ, dương công kỵ thì nó là ngày nó là ngày 19 nhá. Nó là ngày 19 thì ngày 19 nó sẽ rơi vào nó sẽ rơi vào ngày nhâm thìn. Đấy chung với ngày đấy à, chung ngày sát chủ nhá. Tiếp theo chúng ta lại bỏ một ngày nữa, đó là ngày ngày tam nương. Ngày tam nương nó sẽ bao gồm có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì cái ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày ngày bính tý. Mùng 7 là ngày canh thìn. Ngày 13 thì nó rơi vào ngày bính tuất. Ngày 18 thì nó sẽ rơi vào ngày Tân Mão. Ngày 22 nó rơi vào ngày Ất Mùi và cuối cùng ngày 27 nó là ngày nó là ngày Canh tí Đó, đó là 6 ngày tâm nương mà chúng ta cần phải tránh. Tiếp đến chúng ta lại bỏ ba ngày nguyệt kỵ là mùng 5, 14 và 23. Thì cái ngày mùng 5 ấy cho tháng 12 nó rơi vào ngày Mậu Dần này. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Đinh Hợi. Và ngày 23 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày Bính Thân. Đó, đó là những ngày tâm à những ngày nguyệt kỵ Tiếp đến chúng ta lại bỏ một ngày nữa đó là ngày Nguyệt Yếm. Ngày Nguyệt Yếm ấy, thì chúng ta cũng xem xét nhá. Thì trong tháng này nó là ngày Hợi. Ngày Hợi phạm Nguyệt Yếm này. Tiếp đến là ngày Thiên Tạc. Ngày Thiên Tạc là cũng là ngày Hợi luôn này. Đó. Tiếp theo chúng ta cần phải loại bỏ một ngày nữa là ngày Địa Tạc. Ngày Địa Tạc thì nó sẽ rơi những ngày dần. Ngày Địa Tạc. Và một ngày nữa là ngày vãng vong Ngày vãng vong là ngày xỉu nhé Ngày xỉu Phạm vãng vong này Đó thì quý vị cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng Trước khi lựa chọn những ngày này Bên cạnh đó chúng ta Xét đến ngày trực kiến Ngày trực kiến trong tháng này nó là ngày xỉu này Ngày trực kiến là ngày xỉu Thì chúng ta cũng cần phải xem xét nhé Và ngày nguyệt phá, ấy, nó là ngày mùi Để trực phá đây Thì chúng ta cũng gì cũng phải xem xét Chúng ta loại bỏ luôn nhé Không phải xét cái gì cả Nó sẽ gồm có hai ngày mùng 10 là quý mùi Và ngày hai là ngày ất mùi Đó là ngày nguyệt phá Tiếp theo là chúng ta loại bỏ một ngày nữa Đó là ngày gì? Ngày ngày trực bình Ngày trực bình chúng ta cũng phải xem xét nhé Thì nó là ngày thìn Nhưng nó rơi vào ngày sát chủ Nên chúng ta cũng loại bỏ luôn Ngày trực thâu thì nó sẽ rơi vào ngày ngày tuất Đấy, Ngày tuất phạm trực thâu này Đó. Tiếp theo là ngày âm thác Ngày âm thác nó rơi vào ngày quý hợi Thì trong tháng này không có ngày quý hợi này Ngày dương thác thì nó sẽ rơi vào ngày ngày quý sửu Cũng không có này Tiếp đến là ngày thiên ôn Ngày thiên ôn thì nó là ngày mão Đấy ngày mão có thiên ôn này. Thiên ôn đó. Tiếp theo, ngày thiên hỏa là ngày dậu đúng không ạ? Ngày dậu có thiên hỏa nhưng mà nó là ngày ngày thứ tử chúng ta lại bỏ rồi. Tiếp theo ngày thứ 21 đó là ngày hung nhật. Ngày hung nhật thì nó sẽ ra những ngày tuất đúng không ạ? Ngày tuất nó là ngày hung nhật này. Tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải xem xét đó là ngày thổ tiệt yên hỏa, nó là ngày mão và ngày dậu đúng không ạ? Ngày thổ tiệt yên hỏa này. Đó, và ngày dậu cũng là thổ tiên hỏa thì những ngày này thì chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng nhé tiếp đến là ngày tránh tiểu liên hỏa là ngày ngọ đúng không ngày tránh tiểu liên hỏa là ngày ngọ này và ngày khước sát tiếp theo là ngày kỵ chuyển nhà ngày kỵ chuyển nhà chúng ta kỵ ngày dậu nhé ngày dậu thì phạm vào thụ tử chúng ta bỏ rồi đó 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 là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng để chúng ta tìm ra một ngày tốt tiến hành công việc là nhập trạch về nhà mới cho được cắt lợi và may mắn và sau khi loại bỏ những ngày xấu rồi chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư tìm ra những ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch đúng không Thì quý vị có thể mở trang 180 nhé. Ở trang 180 thì chúng ta sẽ có những những cái sao tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch. Như là có ngày cát nhập trạch này, ngày thiên đức này, thiên đức hợp, nguyệt đức, nguyệt đức hợp, hoàng đạo, minh đường, thiên ân, mẫu thương, trực thành, trực khai, trực mãn và ngày nhập trạch siêu đường. Đó là những ngày cắt lành để chúng ta nhập nhập trạch và nhà mới. Vậy thì trong tháng 12 âm lịch thì nó sẽ là những ngày nào thì chúng ta cùng xét nhé thì chúng ta biết cái ngày các nhà nhập trạch bao gồm những ngày sau này ngày giáp tý ngày ất sửu không có này ngày đinh sửu ngày quý sửu đinh sửu quý sửu không có này đinh sửu ngày mùng 4 đinh sửu ngày mùng 4 nhá thì ngày mùng 4 này là ngày đinh sửu này thì chúng ta có ngày mùng 4 là ngày tốt đầu tiên bốn là đinh sửu Tiếp theo là ngày mậu dần, ngày nhâm dần, ngày mậu dần, ngày nhâm dần, nhâm dần là ngày 29. 29 có địa tặc nhé, nhưng mà nó là ngày cắt nhà trạch thì quý vị cũng có thể chọn ngày 29. Là ngày nhâm dần. Tiếp theo là ngày bính dần, ngày canh dần. Ngày canh dần là ngày 17. 17 là ngày canh dần. Còn ngày bính dần thì không có đâu ạ. Tiếp đến là ngày quý mão, quý mão là ngày 30 ngày quý mão đó tiếp theo ngày quý mão này ngày thìn thì bị phạm rồi chúng ta không chọn này đó tiếp theo ngày tỵ này ngày tỵ có ngày ngày tỵ thì ngày tỵ chúng ta có ngày đinh tỵ và ngày quý tỵ thì ngày quý tỵ là ngày 20 này 20 là ngày quý tỵ này đó quý tỵ đinh tỵ đó ngày ngọ thì có ngày canh ngọ và ngày bính ngọ Cây ngọ bính ngọ đó. ngày mùi thì không có này ngày mùi thì bạn phạm vào ngày nguyệt phá cho tao chọn này ngày thân ngày thân thì chúng ta không có đúng không ạ ngày dậu thì chúng ta có ngày ất dậu ngày nhâm tuất và ngày tân hợi ất dậu nhâm tuất và tân hợi ất dậu là ngày 12 thì phạm thủ tử rồi, chúng ta không chọn nhé nhâm tuất và à, tân hợi tân hợi tân hợi thì không có đúng không ạ đó đó là những ngày nhập các nhà nhập trạch đầu tiên chúng ta chọn được tiếp đến chúng ta chọn đến ngày có thiên đức và nguyệt đức thì thiên đức người đức nó rơi vào những ngày canh ngày canh này chúng ta sẽ có những ngày sau này ngày 27 là canh tí này 17 là canh dần này và ngày mùng 7 là canh canh thìn đúng không? như vậy là chúng ta chỉ còn có ngày canh dần thôi canh dần nhé như vậy ngày canh dần là ngày rất là tốt ngày 17 âm lịch này đó tiếp đến chúng ta chọn đến ngày thiên đức hợp thiên đức hợp là những ngày ất ngày ất là chúng ta có ngày mùng 2 ất hợi này ngày mùng 2 ất hợi đúng không ạ ngày 12 là ngày ất dậu và ngày 22 là ngày ất mùi thì ngày mùng 2 quý vị cũng chọn được nhá ngày mùng 2 là ngày ất hợi Ất hợi đúng không ạ? Ất hợi thì cũng là một ngày tốt một ngày tốt Tại vì nó có cả thiên đức hợp và người đức hợp đơn ra là nó cũng là rất tốt, tốt mọi việc đấy Tiếp đến là chúng ta chọn ngày hoàng đạo Thì nó là ngày mão Ngày mão thì chúng ta có ngày 30 chúng ta chọn rồi đúng không ạ? Còn nó ngày ngày 30 thì nó là ngày tốt Nó vừa có cắt nhật điểm trạch lại vừa là ngày gì? Vừa là ngày hoàng đạo đó. Tiếp theo là ngày minh đường Ngày minh đường, minh đường hoàng đạo thì nó là ngày Nó là ngày hợi Như vậy ngày hợi chúng ta chọn ngày mùng 2 được rồi Ngày 26 thì chúng ta cũng phải xét nhé tiếp đến ngày thiên ân ngày thiên ân thì có những ngày sau này ngày giáp tý ngày ất sửu ngày bính dần ngày đinh mão đúng không? ngày mậu thìn kỷ tỵ ngày kỷ mão Kỳ mão thì là ngày mùng sáu này ngày mùng sáu ngày mão là ngày ngày mão lại là ngày minh đường đúng không ạ là ngày hoàng đạo vậy nên là quý vị có thể chọn ngày mùng sáu nhé mùng sáu là ngày Kỳ mão đó tiếp theo chúng ta sẽ ngày canh thìn ngày tân tỵ tân tỵ là ngày mùng tám mùng tám quý vị cũng thể chọn được này tân tị, đúng không ạ tiếp đến là chúng ta chọn ngày tân tỵ này ngày nhâm ngọ này nhâm ngọ là ngày mùng chín này được ngày mùng chín là ngày nhâm ngọ nhâm ngọ tiếp theo ngày quý mùi ngày kỷ mùi ngày kỷ dậu ngày dậu không chọn được này ngày tuất ngày tuất thì chúng ta có ngày canh tuất canh tuất thì không có đúng không ạ ngày nhâm tí và ngày quý hợi thì cũng không có đó như vậy chúng ta có uh, có được những ngày tốt này rồi tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày mẫu thương ngày mẫu thương là một ngày tốt nó sẽ bao gồm ngày thân dậu tị ngọ đúng không ạ ngày thân ngày dậu ngày tị ngày ngọ thì ngày ngọ thì chúng ta còn ngày 21 21 là ngày giáp ngọ ngày giáp ngọ là ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch về nhà mới đó. còn ngày tị thì chúng ta chọn hai ngày tị chọn chọn rồi này ngày dậu thì bỏ này đó, ngày thân Ngày thân chúng ta có ngày 11 là ngày giáp thân 11 là giáp thân Đó Ngày 11 là ngày giáp thân Được à, Tiếp theo ngày trực thành thì đó là ngày Ngày dậu đó. Ngày trực khai thì là ngày hợi Trực khai ngày hợi, ngày hợi ta chọn rồi Như vậy ngày hợi cũng rất là tốt nhé Nó vừa là ngày trực khai, nó lại vừa là ngày gì ngày minh đường Mặc dù nó có nguyện yểm của thiên tạc ấy, Nhưng mà chúng ta thì Đặc biệt là ngày ất hợi này này Thì có cả thiên đức và người đức hợp Vậy nên chúng ta cũng có thể chọn được nhé có thiên đức hợp không người đức hợp thì chúng ta chọn được đó. còn ngày 26 thì chúng ta cũng cần để xem xét thêm nhé nếu mà quý vị muốn dùng trong ngày này thì cũng có thể dùng được đấy nó cũng sẽ có rất nhiều cái cắt lợi tiếp đến là ngày trực mãn là ngày mão trực mãn là ngày mão thì ngày mão thì chúng ta cũng cần để xem xét nhé cũng có thể sử dụng được ngày này đó à, cuối cùng là ngày nhập trạch trước đường thì nó bao gồm những ngày sau này tháng 12 là tháng đủ nó bao gồm sẽ bao gồm những ngày là ngày mùng 2, mùng 8, mùng 9 và 12 mùng 2 nó chọn rồi này mùng 8, ngày mùng 8 thì nó sẽ là ngày tân tỵ trong chọn rồi này ngày mùng 9 ta chọn ngày mùng 9 chọn rồi này ngày 12 ngày 15 ngày 12 thì nó là ngày ất dậu chúng ta bị phạm thụ tử chúng ta không dùng này ngày 15 15 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày gì ngày mậu tí như vậy ngày mậu tí ngày 15 này, chúng ta chọn được nhá chúng ta không thêm ngày 15 là ngày mậu tí đúng không ạ mậu tí tiếp đến là ngày 17 17 là ngày canh giờ nó chọn rồi này ngày 21 21 là ngày giáp ngọ chọn rồi này Tiếp theo là ngày 24, 25, 28, 30. 24 thì nó sẽ rơi vào ngày đinh dậu này. Ngày 25 là ngày mậu tuất này. Ngày mậu tuất thì là ngày hôm nhật này. Chúng ta cần phải xem xét ngày này nhé. Xem xét nếu mà có điều kiện thì vẫn dùng được. Đó. Tiếp đến là ngày 28 và ngày 30. 28 là ngày tân sửu phạm Võ vong vong. Thì chúng ta cần xem xét. 30 là ngày quý mão chúng ta chọn rồi. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta tìm ra được những ngày cắt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch và nhà mới trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 nó Quý Mão. À, tuy nhiên ấy thì trong tháng 12 ấy, thì cái ngày cái ngày 29 Tết và 30 Tết 29 30 nó là ngày rất cực cập giật. Vậy nên quý vị cũng cần phải xem xét cân nhắc nhé, và chọn cho mình những ngày cắt lợi nhất để chúng ta tiến hành công việc nghiệp trạch. Như vậy trong tháng 12 chúng ta sẽ có nói chung ấy, xét ra chúng ta chúng ta có được 12 ngày. 12 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nghiệp trạch đấy, về nhà mới. À, quý vị có thể là gì quý vị có thể chép lại này chụp lại những ngày tốt này và chọn ra một cái ngày phù hợp nhất với mình để tiến hành công việc cho nó được thuận lợi và hanh thông đó à, bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư ngày tốt tuần thư nhé mở cái trang 127 ra trang 127 là cách chọn giờ tốt để quý vị tìm ra cho mình những cái giờ tốt cát lành nhất để chúng ta tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn đó thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư mang lại cái may mắn tài lộc đúng không ạ và tự chọn cho mình những ngày kết là nhất mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ông thầy nào cũng như là không phụ thuộc vào bất kỳ ai ở đây có đầy đủ các ngày tốt cho quý vị lựa chọn từ ngày giáp tý đến ngày quý hợi và cách chọn cũng rất dễ dàng thì quý vị lựa chọn theo cái 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 cái, cái ngày tốt tuần thư ấy, sẽ nhanh chóng chọn ra mình được những cái giờ tốt là nhất đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc nhập trạch trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão và chúng ta có tận 12 ngày tốt đúng không ạ 12 ngày tốt để tiến hành công việc nghiệp trạch vậy nên quý vị cứ tha hồ mà chọn nhé, tha hồ mà chọn và quý vị nên là gì chủ động Đấy, chủ động tìm cho mình một ngày cát lợi nhất để mọi việc được suôn sẻ may mắn đó cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn